sông Côn, ai có về sông Côn? Hỏi dòng sông xanh biết từ bao giờ, có phải từ một nguồn nước mát trôi qua gành qua thác sông lại về xuôi? Vẫn là khu vườn nhà mình nha mọi người. Chiều nay có một người giúp mình nhổ cỏ vườn nè. Và trong lúc đó nhổ cỏ vườn thì hái được một đống cà luôn nha mọi người. Đấy, cà trắng. Cây mai mình trồng là từ tháng 11 năm ngoái, là năm 2021. Cho tới nay thì đã lớn được như thế này rồi. Lúc mình mang về thì nó cao khoảng chừng một gang tay. Ở đây có một số bụi rau vế, nhưng mà nó bị cỏ lên nhiều quá. Cái vườn mình lúc trước không có cỏ đâu, sau đó mình cải tạo đất lại, mình thay đổi bằng đất phù sa, mình đổ trồng một lớp đất phù sa lớn dày lên cho nó cao lên. Lúc mình đổ thì 60cm đất phù sa, cao hơn so với vườn cũ. Nhưng mà sau thời gian thì mình thấy đất nó lắng xuống, đất nó, có lẽ là nó dẻ xuống. Thì bây giờ cái vườn của mình chắc có lẽ nó cao hơn cái mức của cái vườn cũ là khoảng chừng 40cm á. Mai mình trồng đây là giống này. Hôm Tết vừa rồi nó cũng đã có một đợt bông. Tính ra là mai này người ta ươm tháng 4 rồi đến tháng 11 thì mình lấy cây giống gì mình trồng. Đa số là giống mai hương nha mọi người. Giống mai hương là giống cái hoa nó là khoảng chừng 9 đến 12 cánh. Chứ còn mai cúc thì ít hơn. Mai cúc chắc khoảng chừng 40%. Còn nữa là phần lớn là mai hương. Mai hương chắc là chiếm 60% cỡ đó. Nếu mình không nhầm. Nó phải ra hoa thì mình nhớ, chứ còn cái lá thì có nhiều cây là mai hương nhưng mà lá nó cũng hơi ná ná. Có lẽ là lúc người ta giao giống với mình chắc có lẽ là nó cũng lai. Có nhiều cây cũng rất là to cao rồi nha mọi người. Mình so sánh với lại những cái người trồng mai chậu ở xung quanh đây, trồng trước mình cả năm trời mà bây giờ cây còn nhỏ lắm, cây bé tí à. Còn mình thì trồng ở ngoài đất, trồng ở trong vườn mình đắp luống lên mình trồng, cho nên là có vẻ lẻ lớn nhanh hơn. Đây là cái ổi nhà mình, cái ổi huyền thoại. Bây giờ mình sẽ hái những quả ổi này. Ổi chín rụng rất là nhiều nhưng mà tại vì ngán quá không ăn, cho nên là nè, ổi chín dơi ăn rụng nè, chín nhiều lắm. Đấy, rụng đầy đất luôn. Đúng rồi, nó mềm, nó bẹp ra hết. Bây giờ mình sẽ đi hai ổi. Bây giờ mọi người sẽ chơi xem cái cảnh hai ổi nha. Đi hai ổi hả Sù? Sù đi lượm ổi không thôi rớt trúng đầu rồi Sù. Lượm ổi nè. Từ từ em từ từ đừng nhầm vậy. Hết đau rồi cái chạy á. Lấy giờ để chút nữa nó lẫn lộn. Được hai trái à. Đây.
thơm quá mọi người ơi. Hình như nó chín hết cây luôn á. Nó chín cùng lúc vậy đấy, tại nó lúc nó ra trái nó ra cùng lúc mà. Em tránh tránh cho anh bỏ cái quả này, quả dơi ăn này cho nó. Nó rớt ra cho để nó bắn cái cành nó bay cái mùi. Nè, quả này mới cực kỳ ngon nè. Giỏi vậy ta. Rớt này rổ luôn. Được, cũng thấy cái cuốn đó. Giỏi. Đâu rồi? Kìa kìa, cái quả xanh kia là quả nào? Quả xanh kia quả này anh lung nó rụng. Nè, cái quả này là rung cái nó rụng này cái gì này. Lấy thử, lấy thử. Sợ mấy cái quả này nó có con dòi á mọi người. Con dòi là một cái con rất là kinh khủng. Dính ở đâu? À, coi chừng đứt tay. Có cái cành này có một cái ổi to mà đẹp lắm mọi người. May mà trái này chưa bị con gì nữa. Nó ăn. Lên qua chỗ em à. Cái này thì chín quá. Ý. À, cái này mềm quá. Xì. Con nhìn gì bên đó vậy Xu? Xu nhìn cái gì vậy trời? Mày uống thuốc xong đỡ đau á. Được rồi. Qua bên kia thôi. Chị anh có một cái ngon lắm kìa. Cái này là trên cái cành đấy. Đây. Đây đâu ngon đây, còn cứng lắm. Đây được. Cái bánh này. Nè, cái này mới ngon nè. Đây. Chị chưa? Giờ mới ngon. Quay hồi trên cao thì nó nhiều. Sao hái được ta? À, xin chào quý khán giả trên kênh Về Quê TV. Hôm nay lại là một ngày nữa mình sẽ đi dạo trên cánh đồng, mà dạo ở cánh đồng ở phía trên của làng mình, phía tây của làng mình. Thì ở đây khu vực này đất cao và nền nó còn cứng, cho nên là trong cơn mưa vừa rồi thì không làm cho lúa bị ngã nhiều và lúa nhìn rất là đẹp. Lúa này thì chỉ cần khoảng trong một tuần nữa, 5 ngày đến một tuần nữa thì cánh đồng sẽ bắt đầu đi vào thu hoạch. Cánh đồng ở phía tây của làng thì diện tích khá là lớn, chúng ta có thể nhìn rộng lên phía bên trên kia, nhìn về hướng của tháp Dương Long. Phía bên này là hướng tây đây, mặt trời. Ông Nam cho biết là hiện nhiều ngân hàng thông báo không cho vay khoản vay mới, khiến doanh nghiệp không có thêm nguồn tài. Lúa rất đẹp nha mọi người. Với một vụ hè thu như thế này thì việc thu hoạch có sản lượng cao trên cánh đồng này là điều hoàn toàn khả quan. Hai chú cún nhà mình thì rất là thích dạo trên cánh đồng vào buổi chiều, cho nên là chiều nào khi mà đài phát thanh lên mà chưa dẫn mấy chú cún này đi thì mấy chú cún này ở nhà sẽ làm rất là rộn ràng và nó trở thành một cái thói quen. Mọi người hãy xem nhìn phía bên này, đây là một khu vực mà lúa phải nói cực kỳ tốt. Tuy là có lẫn một ít lúa ma nhưng mà tỷ lệ nó không đáng kể. Với những giống lúa vụ năm nay thì đa số người dân chọn những giống lúa ngắn ngày hơn. Lý do là như quý vị theo dõi các video ở trên kênh Về Quê TV của mình thì quý vị cũng có thể nhìn thấy được rằng là mùa hè thu năm nay thì trên cánh đồng Mỹ Đức do quá trình sửa chữa kênh mương, cho nên là nguồn nước nó về
để xạ trễ hết khoảng chừng 25 ngày. À, dẫn đến là sẽ cả cánh đồng xạ trễ hơn so với thường lệ. Từ đó người dân thường chọn những cái giống lúa ngắn ngày. Giống lúa ngắn ngày như thế này thì việc thu hoạch sẽ tránh không bị xảy ra cái trường hợp là gặp mưa bão. Tuy nhiên là cũng không chắc chắn lắm là trong lúc thu hoạch thì thời tiết nó sẽ như thế nào. Cách đây khoảng chừng 4 đến 5 ngày thì có một cơn mưa rất lớn vào buổi chiều, khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Và lưu lượng mưa thì rất là lớn, nhưng mà mình không đo được, nhưng mà khả năng là hôm đó là lượng mưa có khả năng là phải tính là rất là cao. Và mưa kéo dài trong vòng 2 tiếng đồng hồ, làm cho một số khu vực ở gần các cái kênh mương bị ngập úng và bị ngã. Kèm theo nữa là do cái mương nó nước xả thải không kịp, cho nên là ngập úng đến 3-4 ngày và một số diện tích lúa đã gây hư hại. Tuy nhiên là ở khu vực này thì nền đất nó cao và nền đất nó cứng, cho nên là lúa không có ngã nhiều. Tuy nhiên nếu mà tính ra lúa mà tốt thì khu vực phía bên trong, có nghĩa là phía nam của ngôi làng, của làng mình thì lúa nó tốt hơn, thường là sản lượng cao hơn. Tuy nhiên là nếu mà như vụ này những cái đám lúa ngà đó thì sản lượng lại thua khu vực ở phía tây này. Đây là toàn cảnh cánh đồng này, mình sẽ quay để mọi người xem. Và bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Kim Tuấn, ca khúc Biển Cạn, qua sự yêu cầu của bạn nghe đài với số máy 0947796705. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy được cánh đồng đã ươm vàng, gần như là gần trọn cánh đồng rồi. Và khi bắt đầu vào vụ gặt thì có lẽ là sẽ rất là nhanh thôi. Như những vụ gặt lần trước thì mình có giới thiệu với khán thính giả trên kênh Về Quê TV rồi đó, là một vụ gặt như vậy thường thường là kéo dài chỉ trong vòng một tuần thôi. Bắt đầu gặt cho tới lúc gặt xong chỉ kéo dài trong vòng một tuần. Bây giờ thì việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp thì nó diễn ra rất là tốt, và cho tới thời điểm hiện tại thì công việc gặt hái nó không còn như ngày xưa nữa. Nó không còn dùng sức người nhiều nữa, mà đa số là máy móc nó sẽ giúp sức, nó sẽ làm việc. Tuy nhiên là một số điều kiện thì một số hộ gia đình họ cũng sẽ không thể sử dụng những cái máy tối tân nhất. Ví dụ như máy gặt đập liên hoàn á, là ở cánh đồng này nó chỉ sử dụng hạn chế thôi. Lý do sử dụng hạn chế là nhiều người muốn giữ rơm. Và đặc biệt cái đặc điểm của cánh đồng này đó là sau vụ này thì sẽ ngưng lại để chờ mùa mưa. Thì cái thời gian mà quãng cánh đồng nghỉ cho mùa mưa là khoảng từ tháng 8 âm lịch, sẽ kéo dài cho tới gần hết tháng 10 và đầu tháng 11 thì mới xả lại. Cộng theo đó nữa là đến vụ lúa tiếp theo là vụ đông xuân tiếp theo, thì cộng thêm thời gian nó vào nữa thì đến khoảng thời gian đến 7-8 tháng. Thì người dân ở đây nếu mà có chăn nuôi gia súc, trâu bò gì đấy thì họ phải trữ rơm. Cho nên là vụ này là vụ mà quyết định là có đủ rơm để nuôi trâu bò hay không. Cho nên nếu mà vụ này mà trong quá trình gặt hái mà gặp thời tiết không tốt, ví dụ như trời mưa hoặc là như thế nào đó, hoặc là bị ngập úng thì nó sẽ hư rơm, thì những cái gia đình mà những cái hộ mà nuôi trâu bò gia súc thì sẽ bị thiếu rơm. Ngoài ra thì một số hộ gia đình thì họ phải tận dụng cái rơm để họ bán, tại vì bây giờ rơm thì giá trị nó cũng khá là cao. Một sào trung bộ của mình, có nghĩa là 500m² lúa như thế này, khi gặt ra đánh rơm thành cuộn thì bình quân sẽ bán được là 400.000 đồng. Đối với một đám ruộng mà một sào mà bán được thêm 400.000 tiền rơm thì đó là một cái phần phụ thu không nhỏ đối với
người dân. Tại vì là thực ra thì nếu mà tính ra thu hoạch lúa để bán thì cái giá trị sau khi trừ phân bón, trừ giống, trừ thuốc các kiểu thì thường thường là một đám ruộng như vậy chỉ lãi được khoảng chừng 500.000 đồng. Một đám ruộng một sào chỉ lãi được 500.000 đồng cho một vụ, mà một vụ như vậy đến 3 tháng rưỡi đến 4 tháng thì mới thu hoạch. Đó là vấn đề mà người dân phải tận thu hết tất cả những cái nguồn còn lại. Giai đoạn gần đây thì mình được biết là giá trấu, có nghĩa là sau khi mà hạt lúa được đi xay xát để lấy gạo thì cái phần vỏ lúa hay còn gọi là vỏ trấu thì giá hiện tại bây giờ là với một bao vỏ trấu thì giá nó cũng một bao vỏ trấu thì bây giờ giá nó cũng là 15.000 đồng. Mọi người xem đây có một đám lúa rất là tốt. Đây. Đây. Cho nên người nông dân người ta bắt buộc người ta phải tận thu. Càng thu được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đặc biệt vụ này rơm là cực kỳ quan trọng. Vụ trước thì nó cách vụ này chỉ có 3 tháng rưỡi đến 4 tháng thôi, cho nên cái lượng rơm có thể là thu rơm có thể là ít thì cũng có thể đảm bảo để có thức ăn cho trâu bò, hoặc là có thể làm rơm thì cũng có thể làm chất đốt. Và đặc biệt ở quê mình thì có cái nghề làm ché nữa, cho nên là sử dụng những cái máy mọi người xem đây là cá này. Cá mà khi mà đắp mương cá lên đây nó người ta thấy nó lên đây nó chết này. Nhiều khủng khiếp chưa. Đây mọi người xem này. Đa số là cá rô phi, cá lâu kiếm. Đấy. Ở đây chẳng ai ăn cá này cả. Ở quê mình chẳng ai ăn cá này cả. Đó là nguyên nhân và là lý do ấy. Người ta chỉ lấy những con cá lớn thôi, còn những con cá nhỏ như thế này thì người ta sẽ, hoặc là người ta đổ xuống mương, hoặc là khi mà người ta đắp cái trổ qua đây thì cá nó qua đây thì nó người ta bỏ đi, người ta không bắt. Nhưng đặc biệt cái mẻ cá này đa số là người ta định loại bỏ những con cá lâu kiến, nhưng mà tại vì những con cá nhỏ nó dính theo. Những con cá lâu kiến này rất là có hại nha mọi người. Mọi người xem cá này. Đây. Để mọi người xem cá nó nhiều như thế nào. Đấy, mọi người thấy không? Cá mà nó bơi vô ruộng này, nó bơi ngược nước nó bơi vô ruộng này. Đấy, mọi người nhìn xem nó nhiều như thế nào. Đấy, cá rô lớn, cá rô nhỏ. Muốn bắt bao nhiêu thì bắt. Nè, cá khắp nơi là cá này. Đấy. Cái tập tính của những cái con cá rô đồng như thế này ấy, là nó có điểm đặc biệt là nó thứ nhất là nó tìm chỗ mát để nó ẩn nấp. Những cái kênh mương bằng xi măng như thế này khi mà buổi trưa trời nóng lên ấy, thì nó phải chạy trốn vô trong ruộng là điều nhất. Điều thứ hai là nó sẽ có xu hướng là chạy ngược nước. Cá rô như này nó chạy ngược nước. Đó. Đây là cái nơi mà do cá rô nó chạy vô đây quá nhiều, cho nên khi mà người ta đắp cái bờ chỗ này nè, cái bờ thoát nước ở đây nè. Đấy. Khi người ta đắp cái bờ thoát nước ở đây thì cá rô nó bị ứ lại ở trong cái khu vực này. Và cuối cùng là người ta cá các loại nó ứ lại và người ta khi người ta dỡ cái bờ lên, người ta vứt ra đây thì cái đống cá nó nằm ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy nó nhiều khủng khiếp như thế nào. Như vậy để mọi người có thể cảm nhận được là ở quê mình đó, cá đồng được bảo vệ như thế nào và cái môi trường nó tốt như thế nào. Đây là một cái điểm ưu điểm mà không phải nơi đâu cũng có. Mọi người xem cá nó chạy dày chật mương luôn nè. Còn ở đây để mình quay lại một lần nữa cho mọi người xem, cá nó đang đi ngược cái dòng nước từ trong ruộng nó chảy ra nè. Nó nhảy tách 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 ở trong nước nè. Đấy, mọi người xem nè, nó nhảy lên cả lên bờ nè. Đấy. Và bên trên là lúa rất đẹp. Nhưng mà cái cá này là cá hoàn toàn thiên nhiên nha mọi người. Ở đây người ta bảo vệ những cái loại cá như này chỉ có vô tình giết nó chết thôi chứ còn không có cố tình. Chỗ này là cái chỗ cá mà nó đã chui
vào chỗ cái máng nước. Và khi người ta dỡ cái máng nước lên thì nó dính theo cái máng nước. Tuy nhiên ở trong đó là có nhiều cá lâu kiến, cho nên là người ta vứt nó lên đây. Người ta không có xài những con cá này. Ở quê mình đa số thì người ta chỉ bắt những con cá nào mà nó ở một cái kích cỡ phù hợp thì người ta mới bắt. Đấy. Chắc chắn là với cái đặc điểm mà cánh đồng quê như ở chỗ quê mình thì không phải là nơi đâu cũng có. Mình đã từng đi rất là nhiều nơi rồi, cả khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam. Thì không phải là nơi đâu cũng nhiều cá như quê mình, và không phải nơi đâu người dân cũng chịu bảo vệ môi trường như vậy. Mọi người xem nè, ở cái mương này cá rô nó chạy. Đấy, nó chạy, mình đi đến nó sợ nó chạy lên kia kìa. Mọi người thấy nó táp móng khắp nơi hết. Đấy. Đấy. Nó động nước, nó táp động nước khắp nơi hết. Mình đi đến đâu thì nó sợ nó chạy đến đó. Hôm nay thì thời tiết có vẻ là dễ chịu, mát mẻ. Tuy nhiên là mây cũng giăng khá là dày ở phía Tây và phía Bắc. Không biết rằng là ngày mai thì theo dự báo thời tiết mình xem được thì là hôm nay là đêm hôm nay là có khả năng 40% là có khả năng mưa, và ngày mai có khả năng là 80% là có khả năng mưa. Những cái chỗ lúa này hôm trước là nó ngã do cơn mưa to, tuy nhiên là đám lúa này nó còn tuổi, nó còn xanh, cho nên là cái cây lúa nó có thể gượng dậy được, nó có thể đứng dậy được. Còn đa số những cái đám chín á, thì người ta phải bắt buộc, người ta phải buộc lên để người ta giữ được cái rơm. Người ta giữ được cái rơm thì người ta mới có thể tận thu và người ta có thể nuôi gia súc, những gia đình có nuôi gia súc, gia cầm. Mọi người xem nè. Đây là những cái đám lúa mà hôm trước mình có quay á, là đám lúa này, đám lúa của thím hai nè. Thím hai cũng phải thuê công ra cột lúa lên từng bó cho nó đứng lên như thế này. Và những cái đám lúa như thế này thì thường là sẽ không thể cắt bằng máy cắt nhỏ và phun để lấy rơm trọn vẹn được, mà phải dùng máy gặt đập liên hợp. Mà nhiều lần mình cũng đã nói rồi, những cái clip trước mình cũng nói rồi, máy gặt đập liên hợp á, thì nó có một cái điểm yếu, đó là cái rơm của nó sẽ bị dập nát và không có giữ được lâu. Tại vì là cái cây lúa khi mà còn tươi á, mà vào cái máy gặt đập liên hợp nó đập dập cái rơm ra thì nó sẽ làm cho cái rơm nó không còn nguyên vẹn, nó dập nát. Và khi nó cuộn lại thành từng cuộn thì như vậy là để lâu rất là khó. Mặc dù là đập dập rồi, dù có phơi đi nữa thì cái sợi rơm nó cũng bị dập nát, nó nhỏ ra rồi. Còn một dạng nữa đó là dạng sử dụng máy phun lúa. Thì thường là sẽ sử dụng máy cắt mini để cắt cho lúa nằm trên ruộng, rồi mình phơi một hai nắng gì đó cho cái rơm nó thật sự khô. Sau đó mình bỏ vào máy phun, mình phun thì như vậy thì lúc đó cái sợi rơm nó rất là dai, nó không bị gãy. Viết sâu đi về. Không bị gãy dập thì cái rơm đó có thể giữ được suốt cái thời gian qua mùa mưa và chờ hết đến cái vụ đông xuân gặt thì cái rơm đó vẫn giữ được. Còn thời xương nữa, đó là những năm 1995 đến năm 1997 á, thì mọi người chắc còn nhớ đến cái máy tuốt lúa. Thời điểm mà có thể là cái máy tuốt lúa chạy bằng điện hoặc là cái máy tuốt lúa chạy bằng xăng dầu, thì thời điểm đó là rơm là sử dụng tốt nhất. Tại vì rơm thời điểm đó, rơm sử dụng cái máy tuốt lúa thì gần như sợi rơm nó không bị dập nhiều, nó chỉ tuốt cái hạt lúa ở trên đầu ở bông lúa ra thôi. Những đặc điểm khi mà làm ở trên cánh đồng này thì người nông dân người ta phải chú ý. Tại vì là ở làng mình thường thường là những cái nguồn thu nó không có đa dạng, mà thường là những nguồn thu nó chỉ xoay quanh ở cánh đồng này thôi. Đó là lúa và chăn nuôi. Thì như mình có nói đấy, nếu mà vụ nào mà có thể lấy được rơm, bán được rơm thì một sào lúa sẽ có một cái khoản thu nhập tăng thêm từ rơm. Còn nếu là gia đình nào nuôi gia súc thì đem rơm đó về để nuôi gia súc thì giữ được để nuôi, thì gia súc nó cũng sẽ là một cái nguồn phụ thu đó. Nó giống như một cái tiền dư ra để dành vậy đó. Còn lúa gạo thì ở trên cánh đồng này người dân
ăn rất là thoải mái. Nhiều gia đình họ không có nhiều đất thì họ sử dụng việc đó là thuê đất ruộng để mà làm thêm lúa. Có vợ chồng làm đến 4 mẫu lúa, 5 mẫu lúa. Đó là cả đất ruộng nhà mình và cả đất ruộng nhà mình và cả thuê nữa thì 4 5 mẫu lúa. Nghĩa là có nghĩa là khoảng 4 50 sào lúa. Thì nó cũng sẽ có một cái khoản dư tương đối, nhưng mà cái công lao động thì nó cũng rất là nhiều. Vào vụ gặt vụ sạ thì hai vợ chồng phải làm liên tục, không có thời gian ngơi tay. Và giữa một mùa lúa như vậy, gọi là thời điểm nông nhàn, thì người dân ở đây người ta cũng sẽ chăn nuôi, hoặc là người ta đi ra những cái vùng đồi ở phía bên những cái phần núi xung quanh đây để người ta làm, như là làm trồng lạc, trồng mì, trồng mía. Mía thì bây giờ ở khu vực này gần như là không có trồng nữa. Ngày xưa thì còn nhà máy đường Bình Định còn trồng, còn bây giờ nhà máy đường Bình Định không hoạt động nữa, cho nên là người ta không, người dân người ta ít trồng mía lắm, ta gần như không trồng mía. Xin chào quý khán giả, quay hẹn gặp lại. Bên bờ sông Côn, ai có về sông Côn ngắm bài dâu xanh đắm dây đôi bờ. Có phải người nuôi tầm năm trước say xưa cùng sông nước xanh lại màu xanh? Quê hương ơi hỡi quê hương, hỡi mến thương tới dòng sông Đình ơi, nắng đẹp đang về với quê ta. Chiều bên bờ sông Côn, có ai quay sợi tơ vàng qua trong nhịp thời gian.